Công nghệ 4.0 hiện nay đang là một trong những công nghệ tiên tiến bậc nhất. Việc áp dụng công nghệ mới vào trường sản xuất giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian hoàn thành dự án. Hiểu được lợi ích to lớn từ việc áp dụng công nghệ 4.0, đầu tư máy CNC cắt lỗ công nghiệp vào trường sản xuất, anh Vũ Hồng Khiên tại Phú Xuyên, Hà Nội đã quyết định lựa chọn Đông Phương Hà Nội là đơn vị để hợp tác, đầu tư chiếc máy CNC 1325 một đầu tích hợp thêm hệ thống lô tỉ đề vật liệu để ổn định sản xuất. Cùng em Miền CNC tìm hiểu chi tiết cấu hình anh Khiên lựa chọn. Được xem là trợ thủ đắc lực của các cơ sở chuyên gia công nội thất gỗ công nghiệp hiện đại, máy có hành trình làm việc chiều ngang là 1m22, chiều dài là 2m44, trang bị động cơ spinner công suất 3,2, 4,5, 5,5 kW tùy chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu cắt thác trên các loại vật liệu gỗ công nghiệp. Củ đục chính hãng thương hiệu Wincam, làn đặt riêng hãng GDZ, thương hiệu nổi bật trên thị trường với độ ổn định và tuổi thọ cao. Khung bệ cơ khí của máy CNC cắt gỗ Đông Phương được cấu thành từ thép đúc nhập khẩu, phay cơ khí chính xác bằng máy phay giường khổ lớn. Hệ thống truyền động nhập khẩu chính hãng TB Đài Loan, thương hiệu hàng đầu về linh kiện máy móc tự động hóa. Trục Z sử dụng vít me xoắn 25 bước 10 tạo những bước dịch chuyển nhanh chóng, linh hoạt. Máy trang bị hệ thống lô tỉ đề vật liệu được thiết kế thông minh với mức chi phí đầu tư chỉ hơn 20 triệu đồng so với cấu hình cơ bản, tiết kiệm thời gian gá giữ phôi cũng như giảm tối đa lỗi chạy phôi như sử dụng phương pháp van kẹp thủ công. Hệ thống động cơ điều khiển, biến tần điều tốc của đục nhập khẩu chính hãng từ nhà máy sản xuất mang lại tốc độ gia công lên đến 8.000mm trên 1 phút. Điều đặc biệt hơn là với cấu hình máy CNC cắt gỗ công nghiệp này, Đông Phương Hà Nội sử dụng phần mềm điều khiển cạc V5 giao diện tiếng Anh, nhưng đã được công ty Đông Phương chuyển đổi sang giao diện tiếng Việt, giúp quý khách hàng dễ dàng sử dụng, cùng theo dõi sản phẩm máy vận hành thực tế tại nhà anh Khiên Hà Nội. Đầu tư cấu hình máy CNC 1325 một đầu và nâng cấp thêm hệ thống lô tỉ đề vật liệu đã giúp anh Khiên cũng như nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn nhỏ giải quyết được những khó khăn trong khâu sản xuất, đã có khả năng đẩy nhanh tiến độ đơn hàng. Quý khách hàng đang làm nội thất gỗ công nghiệp mà muốn sở hữu cấu hình máy CNC cắt gỗ quốc dân này, vui lòng liên hệ với em Hiền theo số hotline để được tư vấn. Hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại!